Hello, xin chào các bạn quay trở lại với kênh. Mình thì là một thằng luôn mồm chê những thương hiệu như là Louis Vuitton hay là Clyde Christian. Nó có một cái mùi hương không xứng đáng với giá tiền. Và luôn khuyên các bạn rằng nếu như mà các bạn định đi thử mấy con đó thì các bạn hãy dùng rỉnh về khoản tài chính, không phải suy nghĩ nhiều về tài chính, thì hãy mua những chai nước hoa của những thương hiệu mà mình vừa nói ở trên. Và thực sự trên góc độ của mình là một người làm review, chia sẻ đến mọi người, thì mình ngoài cái việc là đặt cái tôi, cái trải nghiệm cá nhân lên để nói với các bạn, thì cũng làm sao để có thể đứng ở một cái góc nhìn khách quan, đưa ra cho các bạn giá trị của một chai nước hoa. Nhiều người thì người ta sẽ có một cái xu hướng là lựa chọn giá trị ở một chai nước hoa nằm ở việc nó thuộc thương hiệu nào, lịch sử thương hiệu đó ra sao. Nhưng đối với những người có tài chính không quá dư giả, hoặc là họ là một người có trách nhiệm hơn với đồng tiền của họ, thì họ sẽ lựa chọn một chai nước hoa mang lại nhiều giá trị nhất có thể. Giá trị ở đây thì ngoài vấn đề về thương hiệu ra, thì nó có lịch sử, hoặc là nó có mang lại một cái mùi hương phù hợp, và cái tính ứng dụng thực tế là có xài được nhiều dịp hay không, hay là có một cái hiệu năng tốt rất rất nhiều. Và đương nhiên với một thằng làm review như mình không thể nào đưa mỗi góc độ là cái chai đấy nó thuộc thương hiệu nổi tiếng đấy, nên là các bạn cứ mua đi, không cần quan tâm đến mùi đâu. Cái câu chuyện đấy chắc chắn là không có. Và ngày hôm nay thì mình sẽ nói về một sản phẩm của nhà Clyde Christian. Chai này thì nó có tên là Crab Apple Blossom. Thực ra thì mình cũng đã có review một chai nước hoa của nhà Clyde rồi ở trên kênh và rất là lâu. Thậm chí chai nước hoa đó có một cái giá thành không hề rẻ, hình như là khoảng tầm 20 triệu ngày xưa khi mà mình hợp tác với EAP. Và mình cũng đã thử ở ngoài đời sống hàng ngày khi mà mình gặp những anh em chơi nước hoa nhà Clyde này. Và với cá nhân mình thì mình thấy giá tiền của nó không phù hợp với mùi hương. Nhưng đây là một trong những chai nước hoa hiếm hoi mà mình có thể khẳng định với các bạn rằng ngoài cái việc giá tiền, giá trị về mặt thương hiệu, thì mùi hương này rất có tính ứng dụng để các bạn có thể mặc được nhiều dịp, đặc biệt là với mùa hè sắp tới. Thì chúng ta hãy cùng nhau xem tại sao mình lại nói như vậy nhá. Khi đi vào phần mùi hương thì kênh này luôn có một thói quen, đó là chia sẻ về lịch sử, về cảm hứng của từng chai nước hoa. Nếu như các bạn nào mà không thích nghe cái vấn đề này thì các bạn có thể tua cách đây sau cái đoạn này khoảng tầm 3-4 phút. Còn nếu như mà bạn thích nghe thì chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về nhà Clyde Christian này. Tại sao nó lại đắt đỏ đến như vậy? Đầu tiên thì chúng ta sẽ phải nói về một cái, đó chính là cái vương miệng này. Đây là cái giá trị gần như là cốt lõi của thương hiệu Clyde Christian. Đó. Và có một cái điều, đó là cái vương miệng này ban đầu nó không phải đựng lên những cái chai của nhà Clyde, mà trước đó chúng ta cần phải tìm hiểu qua về nhà Crown Perfumery. Và cái thương hiệu Crown mà mình vừa nhắc tới, nó được thành lập bởi William Spark Thompson. Ông là một người làm về mảng thời trang, đặc biệt là những áo nịt ngực của phụ nữ. Thậm chí rằng cái áo nịt ngực trong cái thời kỳ mà ông bán ấy, thì nó còn có bản quyền và có hẳn một cửa hàng tại London. Sau này khi mà ông phát hiện ra một cái điều rằng đó là những người phụ nữ mặc những cái áo nịt ngực quá chặt thì nó sẽ khiến cho các cô nàng bị ngất xỉu. Thế nên là ông đã tạo ra một cái loại muối từ oải hương để tăng cái sự tỉnh táo hơn. Và cái con đường bán hàng của ông về cái mặt áo nịt ngực này càng ngày càng phát triển, và nó tiếp cận với cái giới quý tộc, đặc biệt đó chính là nữ hoàng Victoria. Và sau đó thì đến năm 1872 thì ông đã quyết tâm thành lập thương hiệu Crown về mảng nước hoa. Có nghĩa là trước đó thì ông đã làm những cái mùi hương ở trong cái mảng mà sử dụng áo nịt ngực rồi, nhưng mà sau đó thì ông tách ra, ông làm riêng một cái thương hiệu Crown để làm những cái sản phẩm nước hoa của ông. Và chai nước hoa đầu tiên mang cái tính cột mốc lịch sử của thương hiệu Crown đó chính là chai Crab Apple Blossom đang cầm ở trên tay đây.
Tất nhiên là mùi hương nó sẽ không giống với cái chai của nhà Crown nhé. Cái Clyde này chỉ lấy cảm hứng để tri ân cái thương hiệu Crown thôi. Và kể từ khi thương hiệu Crown này ra mắt những loại nước hoa thì nữ hoàng Victoria rất thích hoa cam, nên là những cái sản phẩm mà cái thương hiệu áo nịt ngực do Thompson ông ấy gửi đến nữ hoàng thì luôn luôn được xịt những chai nước hoa đến từ thương hiệu Crown, và đặc biệt là ưu tiên mùi hoa cam. Thế nên là cái ngày mà Crown được thành lập ấy thì nữ hoàng Victoria đã đặc quyền cho phép ông sử dụng hình ảnh vương miệng này trong những sản phẩm sáng tạo nước hoa của Crown. Các bạn có thể hiểu ra, tránh cái việc là cái thương hiệu Clyde này là được hoàng gia người ta tặng cho, đặc quyền cho, thì không phải đâu, mà người ta cho vào cái thương hiệu Crown trước. Đến năm 1920 thì chủ thương hiệu Crown là Thompson ông đã qua đời và thương hiệu bắt đầu có dấu hiệu đi xuống, và sau này thì phải bán cho Lever Brothers, một thương hiệu tiền thân của Unilever thời điểm sau này, và nó cũng hoạt động lay lắt, và đến năm 1939 thì thương hiệu Crown này chính thức đóng cửa. Và sau này thì đến cái giai đoạn tầm thế kỷ thứ 18 thì có một nhà hóa học và rất đam mê nước hoa, thì ông đã cố gắng để có thể phục dựng lại những mùi hương của thương hiệu Crown. Nhưng mà đến những năm đầu những năm 1900 thì cái thương hiệu này cũng có mở lại một cửa hàng ở London, nhưng mà cái việc mà phát triển thành công nó không được rực rỡ cho lắm, và nó cứ lay lắt đến như vậy thôi. Đến cái thời điểm như vậy, Crown nó vẫn chưa là một cái gì đó của Clyde Christian, thì tại sao mà bây giờ những cái vương miệng này lại được sử dụng ở trên những chai nước hoa của Crown? Thì chúng ta phải nói tới cái nhân vật Clyde Christian. Ông được sinh ra trong một gia đình cũng khá giả, và ông hoạt động ở mảng đó là thiết kế nội thất ở phòng bếp. Và những cái thiết kế nội thất này của ông thì có cái xu hướng đó là sử dụng cái phong cách nhà bếp ở thời Victoria, ở thời nữ hoàng Victoria. Và ông có một cái công ty Clyde Christian Funichi để phát triển về mặt nội thất. Và sau đó thì ông được đón nhận rất là nhiều nhờ những cái thiết kế rất là đẹp, bắt mắt và thời thượng, sang trọng. Và rồi ông mở rộng ra nhiều mảng hơn. Và đến năm 1999 thì ông đã thành lập thương hiệu Clyde Christian mảng nước hoa. Và sau đó thì có mở một cái store và rồi mua lại thương hiệu Crown. Và rồi từ đó thì những cái sản phẩm của nhà Crown thì bắt đầu chuyển dịch sang đó là sử dụng những cái chai như thế này cùng với cái vương miệng như thế này. Và từ đó thì cái vương miệng này, từ cái việc là gắn ở trên sản phẩm của nhà Crown, thì nó đã chuyển sang sản phẩm của nhà Clyde. Và ở đây thì theo như mình đọc, đến năm 2012 thì thương hiệu Clyde Christian đã được đế quốc Anh công nhận là một trong những thương hiệu đóng góp vào ngành hàng xa xỉ của nước Anh trong vài chục năm phát triển. Và đó là những cái điều chia sẻ một chút về tiền thân của nước hoa Clyde Christian là gì, là Crown, rồi nó phát triển ra sao, nó đã suy sụp và nó sụp đổ, và rồi Clyde đã mua lại nó như thế nào. Hy vọng là các bạn thích cái phần này. Và thực ra thì còn khá là nhiều những cái góc khuất của thương hiệu Clyde Christian khi mà từng đó một perfumer từng nói rằng là Clyde Christian thì sử dụng nguyên liệu rất là rẻ tiền, nhưng mà gắn lên cái mác của thương hiệu hoàng gia và bán với một cái giá thành nó rất là trên trời. Nhưng mà tất tần tật những cái đấy thì các bạn, thực ra thì mình nghĩ là cũng không cần nói quá nhiều, vì đôi khi những cái mặt tối nó sẽ làm cho các bạn là một cái rào cản để cản trở. Nhưng mà nếu như bạn nào quan tâm thì có thể inbox mình có thể chia sẻ một vài thông tin về cái mảng này. Đó. Còn chúng ta quay trở lại với cái sản phẩm trong ngày hôm nay, đó là Apple Blossom. Chai nước hoa này thì nhân dịp kỷ niệm mà Clyde Christian nói về thương hiệu Crown, và con này nằm trong bộ Crown Collection luôn nhá. Đó, và nó, mình nhớ không nhầm là nó ra mắt vào năm 2020 hay 2021 ấy. Trong bộ sưu tập này thì có 3 mùi hương. Mình nhớ là có một con trà và một con Thao Country nữa. Con Thao Country thì cũng ngửi rồi, con trà thì cũng ngửi rồi. Và với cá nhân mình thì cái con Thao Country là con được quảng cáo rất nhiều, nhưng thực sự thì nó không xứng đáng một chút nào. Con trà Mitsuka hay Mitsuko ấy, nó còn ngon hơn rất nhiều. Còn đối với mình thì mình rất thích em này. Ngay ngày đầu tiên mình xịt ra mà mình đã bảo có ý định mua nó, mặc dù giá thành của nó không hề rẻ. Mùi hương này thì khi mà các bạn xịt ra nhá, như thế này, các bạn sẽ
ngửi thấy một cái bay mùi giòn tươi, trời ơi nó kiểu đẫm nước luôn. Cũng có thể nghĩ tới một chút đến Spice, nhưng mà cái loại ít ga, rất giòn, rất tươi, rất mọng nước. Tại vì ở trong cái chai nước hoa này có sử dụng một nguyên liệu, đó chính là đại hoàng. Và nếu như bạn nào mà thích những cái chai như DNG Limperacy 3 chẳng hạn, ở trong đấy có sử dụng đại hoàng này, hay là một vài chai nước hoa của nhà Jo Malone, cái chai Rubat ngày xưa mình cũng đã từng review trong bộ xứ, thì các bạn sẽ nhận thấy cái vibe khi mà sử dụng đại hoàng nó có một cái cảm giác rất tươi, cảm giác kiểu một cái ly nước ép chua chua ngọt ngọt để ngay trước mặt. Là cái việc của bạn đó là hấp một phát hết cốc nước đấy luôn, rất sảng khoái và tươi mát. Wow. Ở cái con này thì các bạn đã nhận thấy một cái nét hơi xanh chát chát nhẹ, và toàn bộ cái phần top note của chai Clyde Christian con Apple này, nó sẽ làm mình nghĩ tới những cái quả táo xanh ở miền Bắc. Không biết là ở trong miền Nam nó có không, nhưng mà miền Bắc nó có những quả táo bé bé này thôi, rất là giòn, ăn nó không quá ngọt nhưng mà nó rất là giòn và tươi. Cắn vào phát kiểu nước nó sẽ tóe ra luôn. Và đây là một trong những món mà mình với mẹ mình cực kỳ thích ăn. Nên là khi mà các bạn xịt cái mùi hương này ra, các bạn sẽ giống y hệt cái cảm giác đó. Một chút vỏ táo mỏng mỏng, hơi chan chát nhẹ nhẹ, kết hợp cùng với cái nét giòn tươi. Ui, mê dã man luôn. Mùi hương này khi mà dry down ấy, thì các bạn cũng sẽ nhận thấy một chút hơi kiểu ngọt ngọt, hơi béo béo. Nó làm mình nghĩ tới những cái loại kiểu sữa TH chu miu không đường, mix cùng với nét táo, cảm giác nó sẽ là một cái món đồ uống khi mà các bạn cắt nhỏ những cái lát táo ra, các bạn cho vào những cái cốc TH chu miu không đường mà các bạn uống và các bạn cắn, cái vị nó hòa quyện với nhau, nó mang tới một cái cảm giác siêu mát mẻ, siêu sảng khoái. Ui, thực sự là khi mà mình ngửi cái mùi hương của con Apple này của nhà Clyde thì mình đã bảo wow, mình không nghĩ rằng sẽ có ngày mình thích một sản phẩm nào đó của nhà Clyde. Và một cái nữa nhá mà mình cực kỳ thích ở con này, đó là cái phần hiệu năng. Các ông có biết hiệu năng của nó tốt như thế nào không? Con này lưu trên da tôi trung bình tầm 9 giờ sáng tôi xịt, và đến tầm chiều tối tầm 5-6 giờ tôi vẫn ngửi thấy ở trên da rất rõ rệt. Và nó mang lại một cái độ tỏa tầm nửa cánh tay, nhưng mà nó kéo dài rất rất lâu. Thế nên là khi mà các bạn mặc cái mùi hương này, các bạn sẽ không lo vấn đề nắng nóng. Và mùi nó cũng kiểu không quá ngột ngạt, vì cái hướng làm thì tôi cảm giác kiểu thuần citrus. Đàn hương ở đằng sau nó chỉ hơi béo béo, nó không hề có một cái bay gỗ nào đằng sau cả. Mọi thứ eo ơi, nó chân thật đúng kiểu TH chu miu không đường mix cùng một chút táo, vừa giòn vừa ngọt vừa ngậy, rất sáng. Mùi hương thì vô cùng trẻ trung luôn. Trời ơi mê vãi, mê ơi là mê luôn ý. Và nếu như mà các bạn xịt cái mùi hương này lên áo ấy, thì tôi khẳng định là nó bám trong vòng 1 đến 2 ngày là chuyện hoàn toàn bình thường. Thỉnh thoảng các bạn mặc lại cái áo dài tay thì các bạn lại thấy mùi hương nó tỏa lên. Một cái điều mà mình khá bất ngờ, tại vì những lần mà mình trải nghiệm những cái bộ màu xanh lá cây của nhà Clyde thì mình nhớ rằng là hiệu năng của nó cực kỳ lợp. Nhưng mà không hiểu sao cái con này là một cái điểm cực kỳ thích. Và con này tôi cũng nói thẳng luôn là tôi mượn của bạn Tiến, là một người xem kênh của tôi. Bạn ấy có đủ cả 3 mùi, và vừa rồi bạn ấy có ra Hà Nội và tôi rất là may mắn khi mà tôi mượn được. Nhưng mà phải nói một điều rằng nếu như ở trong cái phân khúc nước hoa mùa hè trên 3 triệu thì đây là một chai cực kỳ đáng mua. Còn về phong cách ăn mặc như thế nào đúng không? Tôi nghĩ rằng với một cái mùi hương này thì các bạn chỉ cần hơi kiểu lịch sự một tí thôi. Có nghĩa là mùa hè các bạn có thể mặc những chiếc quần short, các bạn đi những cái đôi kiểu gọi là giày theo cái kiểu giày lười này, hoặc là những cái đôi dép có quai, bla blo, những cái áo phông sáng màu. Con này nó sẽ có cái xu hướng là phong cách khá giống với chai nước hoa Sergio Manfisto này, Quicksilver Mountain Water này, một vài con có bay mùi ngọt sáng, có thể là hơi dừa một tí nhưng mà rất là mát mẻ. Và độ tuổi của con này thì tôi nghĩ rằng là cũng phải tầm ngoài 22 đến 23 tuổi, tại vì cái nhà Clyde thì họ làm mùi nó bao giờ cũng có một cái focus vào cái tệp người dùng. Thường là những cái bạn nam bắt đầu có điều kiện một xíu thì các bạn mới có thể trải nghiệm được. Còn mùi hương này bảo là xài với các bạn 18-20 thì tôi nghĩ là vẫn xài được thôi, nhưng mà nó sẽ không toát lên được toàn bộ những cái mà mùi hương muốn chia sẻ về phong cách của người mặc nó. Thế nên là quần short, các bạn có thể mặc polo có cổ,
trắng sơ vi lại này, đeo một chiếc thắt lưng, đi một chiếc dép có quai, hoặc là các bạn có thể mặc những chiếc quần đũi này, áo sơ mi để thoải mái đi biển biết các thứ, hoặc là những chiếc blazer theo cái hơi hướng làm mỏng không độn vai để có thể theo cái phong cách Ý. Đây là một cái mùi rất 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 đáng mua. Eo ơi mê quá. Tiến ơi, nếu mà hay là em xem được video này, anh khen thế thì em có thể tặng anh chai nước hoa này được không? Anh hứa là sẽ review nó hàng năm để nhắc lại. Một trong những chai nước hoa hiếm hoi mà mình rất rất thích của nhà Clyde. Lại còn hoàng gia, trông đẹp nhưng mà tôi nghĩ là phải có 3 chai, 7 thì mới ok. Nên là hiếm khi khen một chai nước hoa của nhà Clyde đắt đỏ nào mà nó xứng đáng với giá tiền. Yên tâm rằng là xịt ở đây thì chắc chắn là đến chiều tối thì vẫn còn mùi thôi. Không biết rằng là các bạn đã từng thử qua về Club Apple Blossom của Clyde Christian hay chưa? Hoặc là các bạn đã từng thử qua những chai nước hoa mùa hè nào của nhà Clyde rồi thì các bạn có thể chia sẻ ở phía dưới. Hoặc là những cái thông tin nào mình còn thiếu sót thì các bạn có thể đóng góp bằng cái việc bình luận. Còn đây chắc chắn sẽ nằm trong list nước hoa mùa hè năm 2024 ở phân khúc trên 3 triệu. Chắc chắn là phải có em đó. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Ơi, chuẩn bị chia tay, em nó lại phải trả về chủ, tiếc quá. Bye bye.